Tại bé Khánh thì là chỉ có lớn lên ở là lưng của bà thôi. Bà thì năm nay cũng gần là gần 60 tuổi thì ông với bà ấy. Sau này mà bé Khánh mà lớn lên thêm để cái nọng này nọng này khá là lớn này. Bye bye nào, bye bye. Bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye. Vậy bây giờ thì những cái món đồ chơi gì chẳng có, là chỉ có gọi là cầm cây cầm que này. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay Cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của bé Khánh của bác ạ. Ở video trước thì Cháu Lực cũng đã lên và gửi cái phần quà của bà An Phạm dành tặng tới cho bé Khánh. Và lần này lên thì Cháu Lực lại tiếp tục là nhận được một cái phần quà của bà An Phạm gửi tặng cho bé Khánh. Đợt trước lên thì là nhận quần áo cho bé Khánh, còn đợt này lên thì là Cháu Lực nhận tiền của bác ạ. Và cho phép Cháu Lực xin được phép là nói qua một chút về cái khoản của bà An Phạm là gửi tới cho bé Khánh của bác nhé. Hôm trước thì bà có gửi cho bé Khánh là 50 đô. Là 50 đô đổi ra thì được là 1.200.000 của bác ạ. Và trong đó thì bà có bảo với Cháu Lực rằng là muốn Cháu Lực là đưa tiền mặt cũng được này, và mua thêm đồ cho bé Khánh cũng được. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì Cháu Lực cũng đã xin phép bà là khi mà nếu như là bà gửi tiền cho Cháu Lực ấy, thì là có những có khi thì Cháu Lực sẽ gửi tiền cho để cho bà hay là ông ta tự đi mua sẽ dễ dàng hơn. Còn có những lần thì Cháu Lực là xin được phép là mua cho bé Khánh một chút đồ. Và hôm nay lên thì Cháu Lực mua cho bé Khánh là một lọ sứa của bác ạ. Như các bác cũng đã biết được rằng là bé Khánh thì bị mẹ rời bỏ đi từ rất là sớm của bác ạ. Vừa mới ở cứ xong thôi, có thể là được 40 ngày thôi, mẹ đã rời bỏ đi rồi. Và bây giờ những cái lọ sứa của bé Khánh ấy, thì là chỉ có rơi vào tầm 1-200.000 thôi. Và thậm chí nếu như ông bà không có đi bán được ấy, thì còn đi ra ngoài là mua hộp sứa ông thọ về của bác ạ, để pha cho bé Khánh uống. Đấy, tuy nhiên thì bé Khánh rất là thiếu chất, cho nên là hôm nay Cháu Lực là mua cho bé Khánh là một lọ sứa. Và không biết cái này thì vừa rồi Cháu Lực mua thì quên mất tên rồi của bác ạ. Đấy, nhưng mà vẫn có tên là ghi ở ngoài này của bác này. Ghi ở ngoài là Men Alit đấy cô bác ạ. Đấy, lọ sứa này thì nếu như là các bác check cái má vạch ở đây này cô bác này, ở đây thì có một cái má vạch Cháu Lực sẽ để gần cho các bác. Nếu mà như các bác có không tin là cái giá này thì các bác có thể chụp hình lại và các bác check nó sẽ ra cái số tiền của bác nhá. Ở đây thì vừa rồi Cháu Lực mua là chị bán thuốc ấy thì có bảo là cái lọ này thì là cái giá của nó bán ra thị trường là 800.000 cô bác ạ. Đấy, nhưng mà được Cháu Lực mua thì là Cháu Lực cũng mua rất là nhiều rồi. Và chị cũng biết là Cháu Lực mua đi cho bé Khánh ấy. Thì bé Khánh thì thuộc dạng là một cái hoàn cảnh, một cái số phận mà cũng rất là tội nghiệp. Cháu Lực cũng chia sẻ cùng với chị ấy, thì chị cho lấy Cháu Lực là giá là 550.000 của bác ạ. Và cái số tiền là còn dư ra là 1.200.000. Thì còn dư ra là 500 này, 600 này, 600 là 50.000 của bác ạ. Thì một tí nữa Cháu Lực sẽ gửi cho bà để cho bà là tự đi mua cho bé Khánh những cái bộ quần áo hay là những cái bỉm hay là tá này cho chẳng hạn các bác ạ. Thế còn là bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video của bác nhé. Thế trước khi mà đi vào hoàn cảnh thì Cháu Lực xin được phép là gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm. Cảm ơn bà đã luôn luôn yêu quý Cháu Lực cũng như là thương yêu những hoàn cảnh mà Cháu Lực đang đi chia sẻ, nhận được những cái phần khoản hỗ trợ cũng như là tấm lòng vàng của bà thì sẽ giúp cho những hoàn cảnh mà Cháu Lực đi chia sẻ thì có thêm một cái niềm vui hay là một cái gì đấy rất là ý nghĩa dành tặng cho những hoàn cảnh đó. Còn là bây giờ thì xin mời các bác là cùng theo dõi hết video của bác nhé. Còn đường đi vào nhà bé Khánh thì hiện tại là Cháu Lực chỉ có để xe là ở dưới này thôi các bác ạ. Ở trên này thì Cháu Lực không có lấy xe đi nữa, tại vì là đường đi khó khăn quá. Nói là đi những con đường này thì là xe cộ sẽ hỏng rất là nhanh. Lại thấy là bà con ở trong này thì đi lại thì cũng không thấy là sửa gì cả. Mặc dù là nhìn thấy là con đường này đi
tạo thành những cái vết bánh xe rất là lớn rồi. Ở bên kia thì đang nhìn là một thanh niên là không biết là đi đâu chở củi về. Đường đi khó đấy nhờ. Đi tận đâu chở củi về ấy? Đi tận đâu chở củi về ấy? Đi trên rừng kia. Ôi, ui, bị vớ cái gì không đấy? Yếm á? Ui. Vậy hầu như là những cái tay lái đối với lại là mấy thanh niên ở trên bản này là đi rất là cứng cáp của bác ạ. Hôm nọ thì được chị là Nguyệt Thúy là gửi tặng cho cháu Lực là một đôi giày của bác đây. Hôm nọ thì chị có bảo là đi chị không bảo là cháu Lực là đi tất đấy của bác đấy, nhưng mà cháu Lực đi tất vào thì là chị bảo là đi tất thì không có hợp đấy, cho nên là hôm nay đi là không có đi tất nữa. Giày này thì là lội suối lội ấy thì nó khô nhanh hơn. Thế con đường này thì là các bác nhìn thấy đấy, vừa mới đào thôi cho nên là thời gian này thì mưa rất là lớn, thành ra là bị sạt lở rất là nhiều. Con đường này bây giờ nếu mà để mà vận chuyển đồ đạc gì thì phải nói là xe máy là còn không có đi được nữa. Ở nhà bé Khánh thì là nằm ngay đây rồi các bác ạ. Hôm nay thì không biết thì có bắt gặp là bé Khánh cùng với lại bà là ở nhà không ấy. Hôm nay thì là mới lần lên thì nhà bé Khánh thì cháu Lực không có liên lạc trước cả. Tại vì là không có điện thoại. Thưa các bác, vừa rồi thì cháu Lực có ra nhà của bé Khánh nhưng mà không có bắt gặp là bé Khánh cùng với lại là ông bà là ở nhà cả. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì cháu Lực là hỏi các em, các cháu ở nhà thì bảo là bà với lại là bé Khánh cùng với ông nữa là đi xuống nương để mà làm rồi. Đấy, trời. Đấy, cũng hỏi biết chỗ rồi, cháu Lực là tự xuống luôn. Ui, phía trước mặt của cháu Lực thì có vẻ như là bị sạt là rất là nhiều. Các bác nhìn thấy đằng sau của cháu Lực của bác này. Cháu Lực sẽ quay ngược lại cái máy quay cho các bác cùng biết. Ui, chỗ này thì cũng có vẻ như là bị sạt là rất là nhiều các bác này. Từ tít là trên kia xuống. Nhà của bé Khánh thì là nằm ở trên cái bụi chuối chuối kia một tí thôi các bác này. Thế may là không có từ trên kia xuống chứ không là nhà trên kia là phải di rời rồi. Chỗ này thì đâu đó là ít nhất phải tầm độ là độ tầm là chắc tầm độ 500m mà các bác ạ, bị sạt chỗ này ấy. Đây, thấy bà với lại bé Khánh thì đang ở dưới kia các bác ạ, chắc là lấy củi sao ấy. Không biết là cái đất này có phải đất của nhà của Khánh không. Hầu như là chỗ này thì là bây giờ chỉ có lấy lại được những cành củi mà khô này thôi. Đây, may mắn là ở dưới này, ở dưới này thì có vẻ như là có ngô các bác ạ. Nhìn thấy là ra phía bên kia thì có một nương ngô này. Phải nói là năm nay là một cái năm mà hầu như là bà con ở trên vùng cao là chưa từng thấy cô bác ạ. Là bởi vì là năm nay thì lượng mưa là kéo đến rất là nhiều, với lại là kèm theo là có thêm cả cái sạt lở nữa. Đấy, như các bác nhìn thấy này, bị sạt từ trên kia xuống. Rất là may là dưới này là không có nhà. Nhưng mà nhìn thấy là ở dưới kia có vài cái thửa ruộng thì có vẻ như là đã bị lú, đã bị là lấp hết rồi. Đấy, dưới đây là nhìn thấy bé Khánh rồi. Đi nam lên chân nam lần tập tiết là tập mát cái này à? Nam lên chân nam cái lần tập tiết là tập mát à? Ô lúc khâu náo này à? Ô vô.
Lực sẽ để tạm là lọ sữa đây một tí đã. Tí nữa cho Lực sẽ gửi cho bé Khánh sau. Đây. Ôi ơi, Khánh là cùng bà đi, cùng bà đi làm à hả? Tuy nhiên thì có vẻ như là kiểu buồn ngủ đấy. Cái thằng nế mày thằng má nó. Rất là đáng yêu của bác ạ. Mẹ thì bỏ đi rất là sớm rồi. Bố thì đã mất rồi. Dưới kia là mộ của bé, mộ của bố bé Khánh sao của bác này. Đây, cho Lực zoom lên đây. Đây đây của bác này. Có vẻ như là mới sửa lại mộ hay sao ấy. Tâm tê mày hun đi mày tê à? Mày nào hun là tê? Ơ? Mày hun ta? Ồ. Ô này bạn phải khô nào này à? Ừ. Bà đi đâu thì là chỉ có đi theo đấy thôi cô bác ạ. Và bây giờ thì mới được là gần là 8 tháng rồi. Chị đi chỉ xưa nhà bà ta bác? Chị xưa nhà ta? Ừ. Ồ, chị nhà ta? Anh ừ, đây. Đôi tay rất là nhỏ bé. Và sau này thì không biết là bà sẽ kể lại cho bé Khánh biết về người mẹ của mình có kể lại không đấy. Nhưng đi xem bác là lấy cỏ xem một chút này. Lấy củi chứ. Chỗ này thì là hiện tại là trước kia là trồng lúa của bác ạ. Đấy nhưng mà từ trên kia xuống bị sạt thành ra là bây giờ cũng đã bị lấp hết lúa rồi. Chắc chỗ này là cũng phải độ là vài bao đấy. Này, bước tàu khâu mày tiết nè. Bước tàu khâu ở bên nào ta? Tàu khâu ở bên nào ta? Thế này là bây giờ là bác là dọn hết cả củi thôi cô bác ạ. Dọn hết củi ra thì sẽ lại là tiếp tục là cuốc cái đất ra để mà tiếp tục là trồng lúa. Hầu như là đa số là bà con trên vùng cao thì đều sống nhờ bằng ruộng nương cả các bác. Như một nếu mà một năm qua mà bị ảnh hưởng nhiều quá thì cả năm là không có đủ để mà ăn đâu. Đến lúc đấy là phải đi làm thuê để mà lấy tiền mua gạo về để mà lo lắng cho gia đình. Như ruộng này là như cái chỗ bị lấp này các bác này là ruộng của nhà bé Khánh hết, nhà bé Khánh cùng với lại ông. Ra bên này thì cháu Lực nhìn thấy là bà với lại bé Khánh thì đang cắt cỏ. Vậy đây thì hầu như là cây lúa này của bác này là chuẩn bị là ra bông rồi đấy. Chuẩn bị ra bông đấy nhưng mà bị đất với lại cát là lấp hết rồi. Chỗ kia là lấp cũng khá là nhiều đấy các bác. Đâu đó là ít nhất phải tầm độ là 7-8 bao gì đấy. Bé Khánh thì là chỉ có lớn lên ở là lưng của bà thôi. Bà thì năm nay cũng gần là gần 60 tuổi thì ông với bà ấy. Sau này mà bé Khánh mà lớn lên thêm độ là 10 năm nữa thôi thì lúc đấy là ông bà là sẽ già hơn. Những cái lọ sữa, những cái bớ cơm hay là những cái bộ quần áo mặc của bé Khánh bây giờ là hiện tại là từ đôi tay của ông với bà là ra hết thôi. Thỉnh thoảng thì các bác đi làm ấy, các bác cũng gửi tiền để mà mua sữa, quần áo cho một chút. Đấy, nhưng mà đa số là hầu như là bà với lại ông thì sẽ là người mà lo nhiều nhất. Những cái củi như này thì chắc là ông cũng chỉ là chặt ra xong rồi đem đi bán để mà có tiền mua sữa cho bé Khánh thôi. Bé Khánh thì đến thời điểm hiện tại thì cơm thì mới ăn được có một chút thôi các bác. Khi mà bố thì bố của bé Khánh các bác không may là bị bệnh và qua đời mất rồi.
Đây còn mẹ của bé thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên khá là nhiều rồi các bác. Đây thì các bác xin được phép là chia sẻ lại cho các bác thêm một lần nữa. Sẽ có một số các bác là theo dõi sau là không biết về hoàn cảnh của bé Khánh cả. Bé Khánh thì là mẹ rời bỏ đi rất là sớm, và bố cũng thế các bác. Bố của bé Khánh thì là bị bệnh, là cả gia đình, cả nhà thì cũng bán trâu để mà chạy chữa hết rồi. Đấy, nhưng mà vẫn không thể là có khỏi được. Và hiện tại thì mẹ là bỏ đi lấy chồng mới, là cũng chỉ ở với lại ông, với lại bà thôi. Hầu như là bà đi làm công việc gì thì đều có bé Khánh là đi theo cả. Để ở nhà thì cũng không có ai chăm cả. Cái công việc thì vẫn thế, công việc thì là lúc nào cũng phải luôn luôn làm rồi. Na bà thằng ra, na tả má thằng người ta. Đi na thằng ra thằng ta. À. Đấy, ruộng thì là từ tít ở dưới kia lên các bác ạ. Tít dưới kia lên là đến tận trên này này. Đấy, nhưng mà ra phía bên kia thì cũng không phải. Là ra phía bên này thì cũng không phải đâu. Đến những cái thửa mà ruộng màu xanh xanh hơn này. Làm một lúc thì là bé Khánh lại lại khóc, thành ra là lại không có làm được nữa rồi. Ở trên này thì có vẻ như là bị muối đốt này. Đi đòi chỉ xưa mấy tầm má? Đòi chỉ xưa mấy Khánh à? Ừ. Đi làm nương làm ruộng này là đều là pha sứa để mà đi cùng. Ông thì đợt mà mẹ của bé Khánh, bố của bé Khánh còn ở thì vẫn còn là hay uống rượu các bác ạ. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì là không uống rượu mấy rồi. Dành những cái thời gian mà đi uống rượu là đi lấy củi về để mà mua đi bán, xong rồi mua sứa cho bé Khánh, mua bỉ, mua tá nữa. Nó bị ối về rồi tí. Nó bị ối về. Những cái củi này bây giờ mà đi lấy về nhà thì cũng chỉ là để nấu cắm lợn, nấu cơm thôi. Làm lúc rồi là thấy chắc là thấy là bé Khánh là đói rồi các bác này. Mỗi lần là đi làm là một cái bình sứa này. Này văn nó chỉ nào chỉ bình nè tầm á? Chỉ nào? Văn nó chỉ nào chỉ bình? À chân anh đi. Ồ. Cái trẻ. Văn nó chỉ nào chỉ bình à tầm tí? Mà trắng là thảm bình. Văn nó thảm bình á? Ừ. Ồ. À. Thế là một ngày là uống đi hết là 3 lọ sứa của bác ạ. Này chẳng nấu binh, chẳng văn binh, chẳng ham binh nổ. Thế chỉ đi khâu bà là tí. Chỉ đi khâu bà này bà. Khâu bà chỉ đi nít đi. Nít ra. Thế hỏi ông là cứ buổi sáng một bình, tối một bình, còn buổi trưa một bình đúng không bác? Có vẻ như là thần ní rồi à nổ. Xuống này à? Vừa chín đến vừa thắn hết trời. Chắc là buồn ngủ rồi bác ạ. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực có mua sứa cho cô bác, là lúc đầu nói thì là 550.000 đấy cô bác ạ. Nhưng mà không phải, là cháu Lực nói nhầm mất, là 600.000 là cái lọ sứa này này cô bác này. Đây ở đây thì nếu mà các bác check cái mã vạch này các bác này, các bác check cái mã vạch này thì các bác biết là cái loại sứa này sẽ rơi vào tầm 3 tiền, bao nhiêu tiền các bác nhé. Và ở đây thì là khi nãy cô bán hàng hay check thì là ra là 800.000. Đấy, nhưng mà cô đã lấy cô cháu là 600.000 thôi các bác ạ. Còn 200.000 thì là cô không lấy nữa. Vì là cô cũng biết là Bạch Khánh có một cái hoàn cảnh mà có một số phận là khá là đặc biệt. Lán, thứ lọt nên bắt lọt sứa hơi Khánh hoặc tật tí. Ừ, lấy
Ta xin phong phạc mà phong phạc mà chiều nghỉ. Đấy, phong phạc mà chiều nghỉ lên này là. Phong phạc chiều nghỉ là na tứ ca lọ sữa này phải sóc bạc. Bru bóng biệt bạc này bóng tàu sóc bạc. Đấy tàu chiên này thờ sóc bạc. Ờ. Đấy ta mua lọ sữa lại hết là 600.000 và bây giờ số tiền còn dư là sẽ là 600.000 thì chỗ Lực sẽ gửi lại cho ông với lại bà để cho ông với bà là tiếp tục là lần sau đi mua sữa cho bé Khánh. Có những trước có những lần mà ông bác với lại là bác đi mua thì là thường thường là chỉ có 200.000 thôi bác ạ. Lúc bác phải xưa xưa Khánh này tầm cái loài chì bạc à? Có phải thuộc bằng nghi ra. Nên là thường thường là đi mua lọ sữa là 220 các bác ạ. Đấy, nhưng mà đợt này là ở trên xá thì cho Lực mua loại này là loại tốt hơn các bác ạ. Đấy, các bác cũng biết là bé Khánh là thiếu sữa mẹ. Thiếu sữa mẹ từ 1 tháng rồi. Cho nên là bây giờ bé lớn hơn cho nên là cần là bổ sung những cái chất mà nó nhiều hơn các bác. Sữa của ông với bà mua thì là những cái loại sữa mà dành cho trẻ sơ sinh thôi các bác ạ. Đấy. Và còn dư là 600.000 thì là nó hơi tạt tiêu này. Này hà bà có tạt tiêu. Tàu này tàu bà có thêm phải sóc bà có. Lấy nó dư sóc bà. Tin mi giáo rủ nước ngoài về. Thế là cho bà cầm à? Hơi tầm mát cầm á. Bà lán hát ăn cơ hơi của nó mà này ổ. Này mi giáo dùng bà ăn phạm đi ở nước ngoài phải đi phạc mà. Thế đi phạc mà hờ bà ta ông sư lễ xưa là lễ cung sư hơi khách này rồi. Thế là xin đi phạc cung sư mà. Thế vừa rồi thì cháu Lực cũng nói với lại là ông bà rồi. Là cái phần quà này là của bà An Phạm dành tặng tới cho ông bà cùng với lại bé Khánh nữa. Đây thì không phải là dành tặng mà là để mà mua những cái đồ mà bé Khánh cần. Thế thì dê hát khảo cái mèo. Bác hát khảo mèo cảm ơn bóng cảm ơn tất tế. Hát khảo mèo cái đấy, hát khảo nông cái đấy, hát khảo nông đúng ai đâu. Bắt cháu á. Những quá lùa lăng cháu à. Hát khảo mèo đấy. Bắt cháu á. Bắt cháu á. Tem lên chá. Đây ra. Đây. Ông thì là gửi một lời cảm ơn rất là ngắn của bác ạ. Chỉ nói được từ là cảm ơn thôi. Tại vì là ông thì thật sự ra thì những cái lời mà cảm ơn như này thì ông lại rất là ít khi nói của bác ạ. Đấy thì là những cái tấm lòng của bà gửi cho thì ông rất là biết ơn thôi. Ấy, Thủ Khánh. Hả? Sướt biệt bình nãy ạ, tấm á. Ừ. Khánh thì hoàn toàn là chỉ có uống bằng cái sữa bột ở ngoài là nhiều thôi cô bác ạ. Đấy chứ không uống sữa mẹ cả. Tà má hát cầm song xanh, tổ cầm bổ cấp bóng cầm hồ. Tà má song xanh cảm ơn bóng cầm tà má. Đây tà má cứ hát ạ, đoàn này giống nhìn chứ. Tà má. Đấy. đòi cầm ấy. Khánh như là không muốn đồ chơi nào, hai cái cầm cho tà má. Đấy. Đấy nhìn, chắc là nhìn thấy cái mic là muốn chơi này. Hay cảm ơn thầy tám á, phải không? Mày tám á, khó mèo cảm ơn bóng cảm ơn tám á. Mi hai bút tay hà này à? Yeah. Hai hơi cảm ơn tám á, lấy hai cảm ơn. Nhiều. Nó hai cái gặp to, gặp cái giỏi, lùng lắm cái gặp to ha. Ủa tám á hai cầm sống xanh à? Hai khó mèo sống xanh bài phong à? Nụ tư chọc ăn thôi cho nên mua chứ. Mày mua mình mua y lô tè xíu thử tôn đăng ha, mình mua cho bò trà nó cứ thử tu ở trong xa cho mày chuyện của thử tu chuyện của thử khén à ở chợ ấy vừa rồi thì là bà gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm đã gửi tặng cái phần quà cũng như là số tiền cho bé Khánh. Anh ơi đấy không được chưa cứ cầm cái mic xong là khóc được các bác thì cháu Lực cũng xin thay mặt là bé Khánh này, ông bà này gửi một lời cảm ơn tới ấy, bà An Phạm. Chúc bà cùng gia đình là luôn luôn gặp thật nhiều may mắn này, cũng như là sức khỏe này và mọi điều là may mắn cũng như là bình an hạnh phúc là đến với bà. Đấy,
bây giờ thì để ông với bà là tiếp tục là cái công việc làm ở ngoài ruộng, ngoài đồng ở phía ra phía bên này của bác ạ. Có vẻ như là ở dưới kia thì người ta làm báo động gì sao các bác? Tớ bóng cổ mô hốc cả nổ. Tớ bóng cổ mô hốc cả nổ. Ồ, khách hủy ra. Không biết là các bác có nghe thấy cái tiếng gõ mó kia không bác? Thấy cái tiếng kia là hầu như là báo động ở thôn này, cũng như là để họp thôn này kia nữa. Cứ đòi uống sữa thôi nhưng mà uống không được bao nhiêu cả. Ôi trời ơi. Ở với bà thì là bà chỉ có dạy là tiếng mông là nhiều thôi, chứ để mà dạy tiếng phổ thông thì không được. Bây giờ thì chưa biết đi đâu cô bác ạ, chỉ biết là trườn trườn thôi. Nhưng mà phải nói là trộm vía là bé Khánh uống sữa bột là rất là hợp cô bác ạ, này. Béo ụ ụ này, cái nọng này. Nọng này khá là lớn này. Bye bye nào, bye bye. Bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye. Biết bye bye không? Chắc không biết đâu nhỉ. Trước mà lên thì còn là sợ các bác ạ. Bây giờ thì không sợ mấy đâu. Bây giờ bắt đầu biết cười này. Nhưng mà lâu lâu cái mồm một tí. Đấy. 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 Bây giờ là bắt đầu là biết cười đấy. Trước kia lên là toàn khóc thôi. Ê. Ê. Nào. Bế nào. Bây giờ nếu mà bế là được đấy cô bác bây giờ ấy. Đi bộ mình nâng mình mới qua hai e nó hả? Má? Ồ. Nó có sạp phải mà hốc. À. Hả? Tìm bà sạp phải mà hốc. Ồ. À, bé Khánh là chưa biết là, chưa có dép đâu các bác, này thì chắc là mua lại dép nhỏ nhỏ kia nó. Sau lên thì cháu Lực là mua tặng cho bé Khánh là một đôi. thích xem máy quay lắm ấy. Tay là cứ với thôi. Bé Khánh là không có một món đồ chơi gì cả các bác ạ. Cái ngài rồi nọ. Bắt đầu là biết đòi để mà đi rồi đấy. Đây, công việc lại ở ngoài đồng là làm thì vẫn làm đấy, nhưng mà chăm cháu là vẫn chăm cháu. Đây, ở đây thì nếu mà như ví dụ có bố có mẹ chẳng hạn thì sẽ để cho ông với bà là ở nhà chăm bé Khánh rồi, nhưng mà ở đây là ông với bà là vừa làm bố này, xong lại vừa làm mẹ nữa, vừa làm ông làm bà nữa. Nên bây giờ thì mới bắt đầu thôi, còn sau này thì sẽ cuộc sống của em sau khi mà nếu mà em biết thì em sẽ nghĩ là tủi hơn. Nên thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng chia sẻ lên thì cũng có một số là các bác cô chú anh chị Mạnh Thường Quân là gửi tiền để mà cho bà, để mà bà mua được những cái bộ quần áo cũng như là mua bỉm mua sữa cho bé Khánh nữa. Này cái đá này tại tiết nè à? Thống nè à? Đá nung ra. Ồ. Thế là ông là đi làm là còn phải đem thêm cả cơm đi, cả quần áo nữa. Ây. Đây sẽ có một số các bác nói rằng là đừng để cho bé là chơi ngoài cát này này các bác, thì rất là sợ đấy, thì bây giờ không chơi thì là không được rồi. Đôi lúc thì trẻ con là lấy bế lấy cống nhiều cũng cũng sợ rằng là bé trẻ con ấy thì lại ảnh hưởng đến xương đến này kia nữa. Đây, cứ đòi ra ong lên này. Mới nhà ong rồi. Bây giờ thì những cái món đồ chơi gì chẳng có, là chỉ có gọi là cầm cây cầm que này. Thanh niên này là bố đi đâu rồi hả? Bố đi làm rồi à? Hả? Bố đi làm tận đâu? Có biết không? À, thế là cho thấy ở á? Ồ. Thế là cho thanh niên này là cống này.
Bạn là trai này là con của là con của bác của bé Khánh không bác? Bố mẹ thì đi làm xa rồi, đi tận xuống như là đâu đó là Đồng Nai hay sao ấy, đi bốc vác nên chỉ muốn đòi đi là đi theo bà thôi nên mới khóc ấy. Đây, công việc của bà thì là đi ra ngoài ruộng làm những công việc là đồng áng này các bác này. Hầu như là những cái chỗ này thì các bác nhìn thấy là bị đất cát này, lấp hết rồi ấy. Có cống được em cả ngày không? Hả? Thanh niên? Không trả lời à? Mấy bạn nhỏ thì là ngại các bác ạ. Đấy, ngại nói tiếng phổ thông ấy, nói tiếng Mông thì là mấy bạn đấy là nói rất là nhiều. Cũng mong rằng là bé Khánh sẽ có duyên với lại là các bác cô chú anh chị là mạnh thường quân. Ê, tay chân này nhìn là trong mồm mím này. Này ô đeo không mua ô piếng ta thật đấy piếng mấy rằng đeo găng tay xong là kéo những cái cành củi mà nó đang bị cắm vào đất kìa các bác này, kéo ra này xong là để đốt đi, xong là mấy nữa mà khi mà gạt xong này các bác này, gạt xong thì bắt đầu là cuốc đất hết ra để mà tiếp tục là làm ruộng mới, tiếp tục là làm những thửa ruộng. Vậy đây thì là nếu mà hôm nay mà không có bạn nhỏ để xuống dịu bé Khánh thì bà là vừa dịu vừa làm ruộng. Tại thế phòng văn nương phải đi hư chín lâu bao nhiêu mấy? Đi bên nương phải đi hư chín lâu mi bao nhiêu mấy? Mà lấy chín chín rồi nè. Một can chín là ra. Nhà chín là một lấy chín nữa. Đấy, ông bảo là nếu mà bây giờ mà đi uống rượu ấy là bỏ tiền đi mua rượu thì bé Khánh lại không có tiền để mà mua quần áo nữa, thành ra là ông ấy tiết kiệm là từ những thứ đấy rồi cô bác ạ. Lùm khánh phải thứ xưa về này lên ở trên tâm ma phải thứ này tại thế hai tu càng lên thế mà em cũng nằm ở xứ hả cũng nằm ở xứ và con này ta xứ mà à nam rồi thưa bố lên tắm mát là tí khai tu cắn á khai tu cắn về tự về chú mi chiên tư xưa à một cái khai cái là khai khâu nó khâu chứ mấy ông bà sao cái là khâu chú khai khai mà hơi sức khỏe ta chú chị ồ thế nào và khai đi khâu về tư nó đấy ông chia sẻ với cháu Lực rằng là nếu mà không có tiền để mà mua sứa nữa thì là sẽ bán thóc ở nhà là đi mua sứa về cho bé Khánh. Bé Khánh thì ông bảo là bây giờ thì là cũng lớn rồi, thành ra là tập cho bé Khánh là ăn cơm đấy cô bác. Vừa ăn cơm là vừa uống sữa. Bác mới đi chảy mấy à? Dạ. Ừ. Mini đây. Mini chứ ra. Gà này kia thì cũng có ít thôi. Đấy, vừa rồi thì ông có bảo với cháu Lực thế này. Đây vừa rồi thì ông có chia sẻ với cháu được rằng là một tháng thì sẽ là hết là ba cái hộp sữa của bác, ba hộp số hộp đấy là mỗi sữa mỗi một hộp là nhân với giá là 220.000 tại tương đương với lại ba hộp thì một tháng là bé Khánh là uống sữa hết đi là 600 là 60.000 của bác đấy, trong số tiền đấy thì là để mà tại sao lại có đấy các bác thì là ông ấy bảo là bán thóc này nhưng là bán gà đấy, bán này kia nữa để mà lấy tiền xong là nhờ các bác là của Khánh là đi mua, đi xuống cái huyện để mà mua.
Đấy, bây giờ thì để cho ông với bà là tiếp tục là cái công việc của ngày hôm nay đi cô bác. Thì cháu được xé vải là được xin phép là di chuyển là đi về thôi cô bác ạ. Cái tiền nữa cho cái làng bông như mấy cái nữa, cái nữa cho là cái tiền nữa mấy, cái nữa cho cái làng tiền nữa mấy. Ờ cái tiền nữa à? Súng con hô. À súng con á. À thế là. À thế là cái trên kia là không phải là của nhà Bạch Khánh cô bác ạ. À, nhìn là Bạch Khánh thêm một chút nữa. Bye bye. Bye bye, đi về đây. Bye bye. Bye bye. Không biết bye bye đâu. Bye bye, tí lâu. Bye bye. Tí hô gọi là tất phải là tí à? Ờ, tí à. Vừa gửi xong cái phần quà của bà An Phạm tới cho bé Khánh rồi. Thì bây giờ cháu được xin phép là cũng di chuyển là đi về thôi cô bác ạ. Giờ thì đi bộ từ đây lên trên thì cũng là một đoạn đường mà phải nói là khá là xa nữa các bác ạ. Leo một cái quả đồi như này thì có những cái đôi giày như này vào thì rất là chắc chắn. Thứ nhất là sẽ tránh khỏi được là những cái cây que này, giúp cho chắc hơn. Trên này thì thấy là bị sạt cũng khá là nhiều. Sạt lở này thì cũng rất là nguy hiểm. Đấy, còn có lẽ là cái video này thì cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và rất là mong trong thời gian tới sẽ được quý ông bà của chú anh chị Mạnh Thường Quân là đồng hành cùng cháu Lực. Và nếu như các bác có theo dõi được những cái video ấy, thì cho cháu Lực xin một nút like này, một lượt chia sẻ nữa, và cộng thêm một lượt đăng ký kênh nữa để cho giúp cho kênh của cháu Lực là ngày phát triển là nhiều hơn. Hãy để mà đi chia sẻ, xong là lan tỏa những cái video lên để cho các bác là cùng biết, và các bác cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh đó nhiều hơn. Vậy rất là mong là hoàn cảnh của bé Khánh sẽ có duyên cùng với lại là các bác, các cô, các chú, các Mạnh Thường Quân ở trong nước cũng như là ngoài nước nữa. Vậy trên này thì có vẻ như là có một bác thì cũng đang lấy củi. Đấy, đôi lúc mà đi những cung đường này này các bác này, đi mà không vừa đi mà không vừa nói chuyện một chút nào thì cảm giác như là rất là mệt. Nhưng mà khi mà vừa ghi hình và vừa tâm sự với các bác một chút thì cảm giác như là nó ăn nhàn và đi nó nhanh hơn. Bây giờ ở hôn là tầm á? Ồ, bây giờ đâu nhà mấy bà nè? Thế là bà là đi cắt cỏ về các bác này. Đây là lấy cái gùi về để mà gùi. Cái bó cỏ này thì chắc là đó là độ tầm là 40-50 cân đấy. Mà nhìn bà thì chắc là cũng rơi vào tầm độ 60-70 tuổi rồi. Không nào vào hôn là bà? Thế là bây giờ là phải đào cái đất này ra của bác này, xong là mới lấy được củi ấy, chứ không đào là không lấy được củi với đâu, vì đất thì nó chôn vùi hết rồi. Đây, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những cái sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này.
Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.